Alo, Thái hả? Anh Tuấn đây Thái ơi. Dạo này buôn bán được không? Ôi dạo này không làm vi tính nữa hả? Vi tính mà giá sỉ là sao? Vi tính hả? Vậy là chuyển qua beta nhiều hả? Vậy cũng kiếm kiếm gọi là tay trái đúng không? Rồi chiều qua bắt được cá gì không? Bộ qua ấy. Bắt được không? Giờ bán được không? Cũng được rồi. Dạo này có đi Thái không? Có đi Thái không? Chắc chồng mày em đi đó, đi nữa đó, Đi với ai? đi mình thôi, đi với hai, giờ biết được đi mất mới thì đi với hai rồi. Đi mình hả? Rồi vậy hả? Bắt mấy cái dòng đồng bộ bự về bán á. Đồng bộ làm gì có cửa, làm gì có hàng. Có bên Ê. bên này nó gọi em, nó có mà. À vậy hả? Nhưng bán cái việc đi, bán cái việc đi ngon hơn. Ngon Rồi chiều giờ chiều thấy em vô cũng thấy em ghé qua cho chỗ anh chơi. hơn rồi. Có chỗ việc hả? Có chỗ mà. Nhưng mà hôm qua bên chỗ anh nên nói chuyện. Anh em mình dù dù muốn hay không cũng phải gặp nhau nói chuyện, gì đâu phải sao sao mặt cách lòng vậy à. Nhớ hồi xưa em lên anh hoài đúng không? Ok. Ok, bữa nào nhậu ha? Em có nhậu đâu. Em ngồi em nói em nhậu cái gì cũng thôi. Không được, anh nhậu là phải có người nhậu. Anh 10 chai, em mấy chai? 10 chai em 2 chai là lố. Vậy thôi, anh vậy sao em gặp anh được? Em nào Anh nhậu nhậu nhậu. mà từ già tới lớn mà không cùng đẳng cấp không nhậu được. Nhớ nhớ thằng em hồi xưa ghé anh rồi này kia, rồi vô thấy mặt nhau không thấy chào hỏi, gặp nhau rồi có trao đổi gì đâu gì ghê vậy đúng không? À, cho ve. Lên nhà anh khác, xuống trại anh thì khác. Lên nhà anh đi, giống như ngày xưa em lên những gì đâu hả? Em mua anh bán gì gì đâu, anh em mình đâu có đụng hàng đâu rồi đúng không? Thì em mua anh bán, nhớ ngày xưa em mua từng con cá bột, anh mua từng keo keo kiến của anh mà anh còn ấy nè, mà cần gì phải ấy đúng không? Rồi thì cứ nếu trường hợp mà anh có đặt cá đẹp anh giới thiệu em, mà em có cá đẹp anh em giới thiệu anh đúng không? Nhưng mà hy vọng là trong tương lai anh em mình anh giới thiệu cá đẹp em hơi bị nhiều, tại anh là người đi trước đúng không? Không, lớn chưa chắc đi trước à, lớn chưa biết chơi đúng không? Lớn chưa biết chơi nhưng mà nhỏ biết chơi trước. Nhưng mà anh xin lỗi, anh chơi trước 1975 mà anh chơi cá sim rồi. Trước năm 1975 em chưa sinh ra đời. 1975 em chưa sinh ra là anh đã chơi cá đá rồi. Không sao. Anh còn nhớ ngày nào em lên còn gửi cá bệnh cho anh mà. Nó gửi cá bệnh anh dưỡng cho em bán được 30-40 ngàn mà đúng không? Đâu cần gì đâu phải Thái, anh em mình chào hỏi nhau nó vui vẻ hay không, nhưng mà em làm được anh cũng vui đâu gì đâu. Mà chiều thấy em vô thì anh ngồi bên này không thấy em vô anh cũng buồn. Ủa em kêu việc bằng việc thằng hàng bằng thằng hả? Ủa dài dữ hả? Nhìn quá 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 trẻ luôn á.
có gọi là có nhuộm mới giết rồi không? Không. Nhìn em quá trẻ, không ai tưởng em bốn mấy tuổi đâu. Tại chưa có đi theo Bác Hồ thời gian. Má ơi, theo Bác Hồ là thời nào? Thời nào? Cái thời nào mà theo Bác Hồ làm thằng